Theo ghi nhận, hiện nhiều siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh phải huy động hết số nhân lực được đi làm, tăng ca liên tục nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu đặt hàng dồn dập. Đại diện của Walmart Chu Văn An, quận Bình Thạnh cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị nhận được từ 1.000 đến 1.200 đơn đặt hàng từ các phường, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 600 đơn một ngày, còn lại phải xin nợ. Theo nhiều siêu thị, nhu cầu đặt hàng của người dân tăng liên tục trong vài ngày qua và sẽ còn tăng mạnh do thực phẩm dự trữ của nhiều gia đình dần cạn. Tuy nhiên, do số lượng nhân lực được đi làm của siêu thị vẫn bị giới hạn ở mức 10% so với bình thường, dẫn đến việc nhiều siêu thị đã bị quá tải, chỉ đáp ứng được 20-50% nhu cầu đơn hàng. Tương tự, nhiều phường thừa nhận lượng nhân sự có hạn lại phụ thuộc vào siêu thị, nên nhiều thời điểm không thể cung ứng kịp thực phẩm cho người dân. Theo các siêu thị, hiện nay nguồn hàng không thiếu, tuy nhiên, để cung ứng kịp thời thực phẩm cho người dân, thành phố cần sớm có phương án tăng thêm nhân sự cho siêu thị, phường xã.